Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio review sách của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn quyển sách Một đời quản trị, tác giả Phan Văn Trường. Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và muốn học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ những doanh nhân thành đạt, thì cuốn sách Một đời quản trị của tác giả Phan Văn Trường sẽ là cuốn sách mà bạn nên tìm đọc ngay. Bởi đây có lẽ là một trong những cuốn sách hay viết về vấn đề quản trị trong kinh doanh mà được nhiều người biết đến và tìm đọc. Khi đọc sách Một đời quản trị, bạn sẽ thấy đây là một tác phẩm tâm huyết mà tác giả rút ruột viết ra từ những trải nghiệm cả một đời làm quản trị cấp cao, đầy vinh hiển nhưng cũng thấm đẫm vất vả và gian truân. Cuốn sách như một người bạn tri kỷ, không phải chỉ để đọc một lần. Nhắc đến tác giả Phan Văn Trường, được biết ông là vị giáo sư tài giỏi, là người đứng đầu rất nhiều các tập đoàn lớn trên thế giới, cũng như đã quản lý cả hàng trăm, hàng nghìn nhân viên ở nhiều quốc gia khác nhau. Và khi ông cho ra đời cuốn sách Một đời quản trị, nó không chỉ đơn giản là viết sách, mà thực chất cuốn sách này như là dòng tâm sự được ông chia sẻ và đúc kết lại như một quyển nhật ký của một vị doanh nhân thành đạt người Việt. Khi đọc cuốn sách Một đời quản trị, bạn sẽ thấy đây như thể là một công trình đầy tâm huyết của tác giả, được tác giả xây dựng và hình thành từ chính những trải nghiệm và kinh nghiệm thực tiễn đã tạo nên một cuốn sách chân thực, sinh động của một doanh nhân đã dành cả một đời quản trị, dẫu cho phải trải qua nhiều khó khăn và thử thách để có thể đến được bến đỗ của thành công. Nhất là đối với những người còn đang chập chững bước chân vào lĩnh vực quản trị kinh doanh. Thời gian đầu sẽ phải đối mặt với rất nhiều bỡ ngỡ, khó khăn và bế tắc trong công việc của mình. Trong những trường hợp như vậy, cuốn sách Một đời quản trị sẽ giúp ích được cho bạn rất nhiều điều. Chỉ với vài trang sách, bạn sẽ cảm nhận được sự đồng cảm, khích lệ từ chính tác giả Phan Văn Trường, được viết bằng giọng văn gần gũi và chân thành của mình. Với những trải nghiệm thực tế của một doanh nhân người Việt, có cơ hội được tiếp xúc và làm việc trong một môi trường kinh tế mang tính toàn cầu, chắc chắn tác giả sẽ đem đến cho người đọc những góc nhìn thực tiễn và truyền cảm hứng mới mẻ, đầy thú vị trong từng vấn đề quản trị kinh doanh ở quy mô thế giới. Chính ông cũng đã nêu lên quan điểm rằng hầu hết lãnh đạo của các công ty ở Việt Nam đều chỉ biết quản lý mà không biết quản trị. Quản lý thì có thể áp dụng những mô hình doanh nghiệp đã được thử nghiệm trên thế giới, phân bổ công việc hiệu quả. Nhưng quản trị thì đòi hỏi phải đi sâu vào lòng người, nắm bắt năng lực thật sự của những cộng sự sát cánh với mình, gắn kết giữa người với người. Đây là điều được tôi chứng minh xuyên suốt cuốn sách. Ngoài ra, trong cuốn Một đời quản trị này, những câu chuyện và bài học mà tác giả chia sẻ được lấy ra từ những ví dụ thực tế bằng con người thật, việc thật trong suốt những năm tháng sự nghiệp của chính ông. Đối với ông, lĩnh vực quản trị là một loại hình nghệ thuật đặc biệt. Chúng được thể hiện qua nhiều kỹ thuật, nét đặc trưng riêng biệt mà chúng ta có thể học hỏi được để trở thành một người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ khi biểu diễn nghệ thuật thì yếu tố quan trọng cần phải có đó là niềm đam mê và khả năng thiên bẩm đã có sẵn trong người. Chỉ có những yếu tố này mới đủ để cho người nghệ sĩ có thể biểu diễn và cống hiến hết mình cho bộ môn nghệ thuật mà mình đã theo đuổi. Điều này cũng tương tự như nghệ thuật trong cách quản trị vậy. Một khi đã theo đuổi và gắn bó là chỉ muốn được cống hiến cho nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, trong cuốn Một đời quản trị của mình, chính tác giả cũng đã đề cập đến chuyện chúng ta thường dễ nhầm lẫn giữa hai khái niệm quản lý và quản trị. Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ sẽ thường phải gánh vác cùng một lúc
cả hai vai trò, đó là vừa quản lý, vừa phải quản trị. Tác giả khi đề cập đến vấn đề này cũng đã nói rằng, quản lý thì có thể áp dụng những mô hình doanh nghiệp đã được thử nghiệm trên thế giới, phân bổ công việc hiệu quả, nhưng quản trị thì đòi hỏi phải đi sâu vào lòng người, nắm bắt năng lực thật sự của những cộng sự sát cánh với mình, gắn kết giữa mọi người. Bên cạnh đó, yếu tố con người trong lĩnh vực quản trị kinh doanh cũng đóng vai trò rất quan trọng, được biết đến với tên gọi nhân sự. Bất kỳ một doanh nghiệp, tập đoàn lớn nhỏ nào, yếu tố này không thể nào xem nhẹ được. Con người ở đây chính là một chủ thể toàn diện. Nó được xem như là một nguồn lực chủ chốt của mọi doanh nghiệp trong số rất nhiều các nguồn lực khác như tài chính, tri thức, cơ sở vật chất, vân vân. Bạn đang nghe audio review sách Một đời quản trị. Audio này được tài trợ bởi trang web thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Tác giả cũng đã chia sẻ trong cuốn sách Một đời quản trị rằng hầu hết lãnh đạo của các công ty ở Việt Nam đều chỉ biết quản lý mà không biết quản trị. Có thể nói chắc chắn rằng sự cộng tác của nhân viên trong những năm làm việc với công ty thành công hay thất bại, tốt hay xấu, hiệu quả hay vô nghĩa, chân thành hay giả dối đều tùy thuộc vào cách cư xử từ công ty khi họ được công ty tuyển vào hoặc mời ra. Hãy làm cho nhân viên cảm nhận rằng họ là thành viên của gia đình doanh nghiệp, không hơn, không kém. Mỗi người một việc, mỗi người một vị trí, mỗi cá nhân một trách nhiệm, nhưng người nào cũng là thành viên quý của đại gia đình. Có ngày vào thì có ngày chia tay, theo quy luật tự nhiên của hệ thống. Nhưng đã là thành viên trong gia đình thì là thành viên vĩnh viễn. Đến ngày ra đi, công ty sẽ chuẩn bị hành trang cho bạn từ trước. Không những bạn sẽ bỏ một việc có thể đã chán ngán, mà bạn sẽ nắm được cơ hội mới để tiến theo sở trường của mình. Điều này được tác giả chia sẻ xem ra cũng rất đúng và phù hợp với các doanh nghiệp của Việt Nam. Tại các doanh nghiệp hoặc công ty, khi một nhân viên nào đó có nguyện vọng được nghỉ việc, thay vì phản ứng tiêu cực, thì chúng ta nên xem đó là một điều bình thường và nên tạo điều kiện tốt nhất để cho người đó được ra đi trong niềm vui và sẽ mau chóng ổn định trên chặng đường mới. Đó chính là cái tình trong vấn đề quản trị mà mỗi doanh nghiệp cần nên có. Một số trích dẫn hay trong cuốn sách Một đời quản trị. Có thể nói rằng, sự cộng tác của nhân viên trong những năm làm việc ở công ty thành công hay thất bại, tốt hay xấu, hiệu quả hay vô nghĩa, chân thành hay giả dối đều tùy thuộc vào cách cư xử từ công ty. Quản lý thì có thể áp dụng những mô hình doanh nghiệp đã được thử nghiệm trên thế giới, phân bổ công việc hiệu quả, nhưng quản trị thì đòi hỏi phải đi sâu vào lòng người, nắm bắt năng lực thật sự của những cộng sự sát cánh với mình, gắn kết giữa người với nhau. Hãy làm cho nhân viên cảm nhận rằng họ là thành viên của gia đình doanh nghiệp, không hơn không kém. Mỗi người một việc, mỗi người một vị trí, mỗi cá nhân một trách nhiệm, nhưng người nào cũng là thành viên của đại gia đình. Có ngày vào thì có ngày ra, theo quy luật tự nhiên. Nhưng đã là thành viên trong gia đình thì là thành viên mãi mãi. Đến ngày ra đi, công ty sẽ chuẩn bị cho họ hành trang từ trước. Không những bạn sẽ bỏ một việc có thể đã chán ngán, mà bạn sẽ nắm được cơ hội mới để có thể tiến theo sở trường mới. Qua cuốn sách Một đời quản trị, chúng ta sẽ cảm nhận được một bộ ngôn nghệ thuật quản trị đầy thú vị và thực tế, mà trong đó chính tác giả Phan Văn Trường là một người nghệ sĩ tài ba, đã biểu diễn và cống hiến hết mình cho lĩnh vực quản trị kinh doanh mà mình đã theo đuổi. Như chính tên gọi của cuốn sách Một đời quản trị, cuốn sách sẽ là một liều thuốc hữu ích dành cho các bạn mới bước chân vào lĩnh vực kinh doanh quản trị. Bài review đến đây là hết. Chúc các bạn luôn vui vẻ.
Bạn có thể mua sách qua đường liên kết tôi để bên dưới audio này. Cảm ơn.